Mahou bị cương đô la, vạch trần con người thật, gây sốc với bức tâm thư được gửi thẳng mặt sau ly hôn. Dân mạng đang xôn xao đào lại bức tâm thư của cương đô la gửi cho Hồ Ngọc Hà sau khi chia tay. Xúc động với những câu từ đẫm nước mắt, dành lời đặc biệt cho Subel, con trai của cả hai và nói thẳng về con người thật của nữ hoàng giải trí. Mối tình của Hồ Ngọc Hà và cương đô la dường như là chuyện tình gây tốn không ít giấy mực của báo chí, từng gây xôn xao với công bố đến với nhau. Ở thời điểm Hồ Ngọc Hà còn chưa nổi tiếng như bây giờ, vượt qua nhiều sóng gió từ gia đình cùng dư luận, cặp đôi đăng ký kết hôn khi Hồ Ngọc Hà sinh con đầu lòng. Nhưng cường đô la và nữ hoàng giải trí vẫn chưa bao giờ tổ chức lễ cưới. Tưởng chừng chuyện tình đẹp như tranh vẽ này sẽ được cả hai gìn giữ lâu dài, tuy nhiên biến cố bất ngờ ập đến. Khi vào khoảng thời gian 2015, cả showbiz phải thật sự rúng động khi thông tin cường đô la có người thứ ba bất ngờ nổ ra ồ ạt. Tin đồn nhanh chóng lan rộng khiến cặp đôi rơi vào tình thế lao đao, sau đó quyết định chia tay. Cùng lúc đó, sóng gió cũng đến với Hồ Ngọc Hà. Scandal giật chồng bùa vây khiến cô trở thành tâm điểm của truyền thông. May mắn nữ ca sĩ có gia đình ở bên, cùng bản lĩnh được rèn luyện trong showbiz qua năm tháng nên Hồ Ngọc Hà nhanh chóng vượt qua. Tuy nhiên, cũng phải mất một khoảng thời gian lui về ở ẩn thì cô mới được thực sự công nhận, thì cô mới được thực sự được công chúng đón nhận và có cái nhìn tích cực hơn. Ở thời điểm hiện tại, trải qua nhiều năm tháng, cả hai cũng đã có những hạnh phúc và cuộc sống gia đình viên mãn. Tuy nhiên, với mối liên kết là bèo xô bèo, cặp đôi vẫn giữ cho nhau một mối quan hệ tốt đẹp, cùng thay phiên nhau chăm sóc và nuôi dưỡng con trai, cho bé cảm giác có gia đình. Sống trong vòng tay yêu thương từ cả bố và mẹ, cùng những người đến sau của cả hai. Cũng ít ai biết, sau ly hôn, đại gia phố núi còn từng viết cả tâm thư đầy xúc động để gửi thẳng đến Hồ Ngọc Hà, nhắc gửi những dòng đầy xúc động chia sẻ về tình yêu của hai người trong quá khứ. Đặc biệt, bức thư được cường đô la viết một cách bí mật khi đang ngắm nhìn hai mẹ con Hồ Ngọc Hà và Subel đang ngủ. Dân mạng cũng bắt đầu xôn xao đào lại, khiến câu chuyện ngày càng được chú ý. Thời điểm đó, vài năm sau khi ly hôn, chồng cũ của nữ hoàng giải trí viết "Ta là gì của nhau" là một gia đình nhỏ gồm 3 người. Con cần cả tình yêu thương, chăm sóc, quan tâm dạy dỗ từ cả cha và mẹ. Vì vậy với con, đương nhiên chúng ta là một gia đình dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Cường Đô La cũng nói về con trai Subel rằng, còn với Hà và tôi thì rõ ràng hai chúng tôi là hai người bạn và cậu nhóc kia là món quà tuyệt vời nhất mà chúng tôi may mắn có được. Tôi và Hà, cả hai đều muốn dành cho con mình những gì tốt đẹp nhất có thể, nên làm bạn là lẽ đương nhiên và là điều... Theo chia sẻ của Cường Đô La, trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, gần bó với nhau, chính tình yêu của cả hai người dành cho nhau đã giúp họ vượt qua những biến cố của cuộc đời. Chỉ với một đoạn ngắn nhưng Cường Đô La liên tiếp gửi lời cảm ơn đến bà xã đã luôn ở bên cạnh, cho anh sức mạnh và chính bóng dáng của Hà Hồ đã giúp anh hoàn thiện bản thân mình hơn. Đặc biệt trong chia sẻ của mình, Cường Đô La còn khiến cộng đồng mạng xôn xao với những dòng tâm sự ngọt ngào nói thẳng về con người thật của vợ cũ. Anh dành riêng cho Hồ Ngọc Hà những lời chia sẻ như một người bạn tốt. Tôi có cô bạn tri kỷ rất rõ ràng và thẳng tính, dễ gần và hòa đồng với mọi người nhưng lại không dễ dãi với mọi việc. Đến hiện tại, dù cặp đôi đã đường ai nấy đi và có cuộc sống hôn nhân riêng, đầy viên mãn bên tình mới, Cường Đô La có vợ mới là Đàm Thu Trang và Hồ Ngọc Hà có hôn nhân hạnh phúc cùng diễn viên Kim Lý. Tuy vậy, với những ký ức đẹp thì Hà Hồ cùng Cường Đô La đâu đó vẫn là một cặp đôi đẹp trong quá khứ được nhiều người ngưỡng mộ.